cầm nguyên chùm ăn thôi cả nhà ơi, ăn rồi cảm cảm giác nguyên ăn nguyên chùm coi sao ha. Kìa trái nhóc trơn, mới vừa cưa xuống luôn. Có hai ở đây đang bẻ me nè. Đây bên đây thêm út với bé Tiền cũng đang hái nữa nè. Cái Tiền nó mê bẻ lắm nè cả nhà ơi. Nãy giờ bà út với Tiền bẻ được bao nhiêu me nè. Trời ơi nhóc trơn nè Tiên, hái Tiên. Còn bên kia nữa kìa con. Này là tỉa nhánh me ở trên nó nóc nhà. Hết chưa? Rồi, ok đi vô. Wow, Tiên ơi Tiên. Bên đây nhóc trơn nè Tiên. Lựa vô mát hái, có đem giục. Nè. Đi lâu vô mát hái nè Tiên. Wow, quá nhóc trơn nè Tiên ơi. Đây nè cả nhà ơi, me này quá ngon luôn. Nhóc hết trơn á Tiên, bẻ đi Tiên. Cái Tiên mê lắm cả nhà ơi, bỏ vô thao Tiên. Quá rồi. Rồi bẻ cái bự Tiên. Gì nè, wow nè nè Tiên, cái này nè, cái bự nè à. Đâu có hư đâu, nó bị gãy á, con bẻ đi. Đây nè cả nhà ơi, vào ăn xị được không? Ờ mấy trái này là ăn ngon lắm á. Thôi xị thôi. Đó, bẻ Tiên. Xin chào cả nhà nha. Đây muốn hái nha mẹ nha cả nhà. Mẹ rất là nhiều luôn. Thấy ham lắm cả nhà ơi. Ở trong nhà đó, cái nghe tiếng cưa cái chạy ra đây hái. Mẹ. Mẹ này là cái mẹ trồng bằng hộp á cả nhà. Nó mọc lên. Con bắt hai chồng á. Bữa nay á, nó mọc tẩm bên trên nhét nhà, trên nóc nhà đó. Rồi tỉa bớt cái nhánh, bây giờ có me non ăn rồi nè. Rất là thấy ham luôn cả nhà ơi, nhìn nè. Me này một cái ha, ăn với mắm ruốc ha. Nhất cái nắp. Đây lấy cái thau đựng. Sao nãy giờ thêm út với bé Tiên bẻ nãy giờ nè. Bẻ thấy mà ham luôn á. Đây là cả nhà. Nhìn nè nó mọc mỹ dưới này nhóc hết trơn luôn. Cái nhánh á, trái á. Nhìn thấy lá nhiều chứ trái nhóc hết trơn luôn á cả nhà. Đứng nó đi đi, bẻ me nghe Tiên. Mẹ đó, mẹ môn đi ra hái tiếp nữa cả nhà ơi, nhiều lắm. Đây bác hai đang hái. Hái một đống luôn nè cả nhà. À. Ủa sao tiền nữa rồi? Trời ơi, trời ơi. Nó chưa dính keo. Cái gì à? Dục cái nhánh mẹ xuống rồi bị nước xì luôn rồi nè cả nhà, trúng quá. Nhóc hết trơn. Nãy giờ bẻ nhiều lắm á. Giờ này bóc ba ra bẻ luôn cả nhà ơi. Bóc ba hai tin là hết rồi. Bóc ba hốt nhiều nhiều đi bóc ba. Rồi me này là nhậu á bóc ba. Nhậu à, nhậu cũng ngon lắm mà. Nói tao thề hầu dẫn mắm muốt rồi. Trong này của ai nữa? Của Mông nữa hả? Đó, của bác hai đó, bẻ nãy giờ đó, bác ba. Vậy hả? Của bác hai mày tao hốt nhiều nhiều chút. Mày lạnh tao hốt lâu chút. Bà mẹ nè. Tao để. À, quá là nhiều luôn nè cả nhà ơi. Được rồi, mẹ này. Ăn nhóc hết trơn. Thì là ăn làm chén muối ớt ha. Nước nó quến lại.
Nhìn đây là cái bông me này cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, me đã đem ra nè cả nhà, để lên cái miếng lá chuối nè, thấy đẹp quá cả nhà ơi, nguyên một đống me luôn nè. Mời cả nhà ăn với me nha, hôm nay của thằng cháu ra ăn. Me quá ngon rồi. Mời cả nhà nha. Trước tiên mình ăn nào cho Hiếu? Ăn mắm đường chứ. Ăn mắm đường. Hiếu ăn mắm đường, mình ăn muối nha cả nhà. Mình đổi vị trí đi. Mời cả nhà. Hôm nay mình ngồi ăn ở phía ngoài này nè, hơi ồn chút xíu cả nhà thông cảm nha. Tại phía sau hè nắng quá rồi, nên ngồi cái gốc me luôn cả nhà ơi. Nghe nha, mình bẻ me xong mình ngồi gốc me mình ăn luôn. Ở chỗ gốc me rất là mát luôn á. Ngon không Hiếu? Đây, chén mua ớt siêu cay nha. Tại ăn ớt dở lắm, chỉ đầm có một chén muối ớt rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cái thứ hai. Me non nè, nó không có hộp luôn. Chấm miếng ớt luôn nha cả nhà. Ngon quá. Hiếu nãy giờ chấm mắm đường không biết. Chấm hưởng quá thử coi. Ăn me này á, có nhiều người ăn mới vui cả nhà ơi. Nó ngon quá. Có trái bự, có trái nhỏ. Cái trái này làm không hộp luôn cả nhà. Còn cái trái này thì hơi to to, nó mới vừa chuẩn bị có hộp luôn á. Ăn mấy trái này nè, rất là ngon luôn. Lâu lâu ăn me á, ngon lắm cả nhà ơi. Mấy trái này nó không có chua. Ở giờ con có nhầm trái nào chua không Hiếu? Cũng có. À. Bây giờ tới sang cái chén mắm guốc nha cả nhà. Chén mắm guốc này làm đã khử đường với tỏi bột ngọt vô rất là vừa ăn luôn á cả nhà, nó mặn mặn ngọt ngọt. Mời cả nhà nha. Ăn me chấm mắm guốc đây. Wow, quậy lên nha cả nhà, ngon quá. Ngon vô cùng, ăn với mắm guốc là hảo hạn cả nhà ơi. Đây mời cả nhà ăn miếng mắm guốc có kèm miếng ớt luôn. Bữa nay ăn ớt đó nhà, ăn ớt này là cay lắm đó cả nhà. Ngon quá. Cay cay mặn mặn. Có mắm guốc có để đường vô nó ngọt ngọt. Rất là vừa ăn. Ăn me chua vô nữa. Ngon quá. Trái chua. Chua hả? Có ăn mấy trái nào mà không có hộp á hết. Mấy trái bự này nó tượng hộp nè, mà nó chua. Có ăn mấy trái dịp lép gì nè, nó ngọt lắm á. Mấy trái dịp lép á. Mẹ này chùm chùm dễ thương quá cả nhà. Nè. Cầm nguyên chùm ăn hơn cả nhà ơi. Ăn rồi cảm giác nguyên ăn nguyên chùm hay sao ha. Hiếu có ăn nguyên chùm lần nào cho Hiếu. Đây ăn nguyên chùm luôn nha. Chấm mắm guốc.
mà hậu của họ hơi chua thôi, chứ không phải là chua lè chua lét nha cả nhà, ngon lắm á. Cả nhà ăn thử me non này đi. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon lắm nè, ngon lắm á. Ờ cả nhà ơi. Bữa nay nhà chú Út có khách nên hơi hộp. Bây giờ tới sang cái chén mắm đường nha cả nhà. Mắm đường này nè Hiếu, con thử con bẻ vô đây nè, con ngâm đây nè Hiếu. Mình mắm đường á, ăn me là mình phải bẻ nhỏ nhỏ nha, mình ngâm vô chén mắm đường gì nè, ăn nó thấm vô đường ngon. Để mình lựa trái non ha. Bẻ ngắn ngắn cục cục, đau Hiếu qua ăn thử đi Hiếu. Ăn vậy nó đỡ chua ha. Hiếu á thì nó ăn chua hơi dở. Hôm nay là rủ Hiếu ăn chua dở ra ăn. Mình là ăn chua được thôi cả nhà, chứ ăn mà ăn liệm liệm giống giống như mấy người mà ăn không sợ chua, ăn không lệ cả nhà ơi. Ngon quá. Có mấy trái chút chút gì nè cả nhà. Nó dễ thương không? Nhiều lắm á. Nè, cái trái này nhỏ xíu luôn á. Còn cái trái này là siêu to. Nhưng mà mấy trái này nó chỉ mới tượng thôi chứ nó chưa có hộp luôn á. Mời cả nhà nha, đây trái mắm mắm đường này cả nhà ơi. Ồ. Ngon ghê chưa cả nhà? Mời nha, mời cả nhà ăn trái me để dầm đường vô, để đường mắm đường ớt nữa nè. Ngon quá, mời cả nhà. Mình ăn á là ăn một muỗng bự gì nè cả nhà. Đó, có đường, có nước mắm, có ớt luôn. Vậy mới ngon. Mấy Hiếu ăn rồi, nó ăn dở, nó ăn miếng miếng. Nó cay, ăn có miếng ớt không? Ăn mắm đường nữa nè. Dễ bị sặc lắm cả nhà ơi. Mà mắm đường theo ba loại nước chấm này nè, mua ăn mắm mua ớt với mắm đường. Mua ớt là ăn được, ống đường dầm để me vô ăn ăn gì là được nha cả nhà. Ngon, ăn me mà chấm mắm guốc là số 1. Cả nhà ăn me chấm mắm guốc đi ăn đó, tại vì mắm guốc này á nó khử vừa ăn nên mình ăn mắm guốc sẽ ngon hơn. Còn á mắm đường là mình me mình khúc khúc gì nè cả nhà, mình dầm vô dĩa nó mới ngon cả nhà ơi, chứ mà ăn mà chấm không á không có ngon bằng để dầm vô gì nó thấm ngon lắm. Mà mình để dập dập á, tại cái này mình không có để, không có đập dập dập, đập dập dập nó thấm vô me ngon lắm. Mùng kết cái chén mắm guốc quá tuyệt vời. Hôm nay tao với Hiếu ra ăn nữa vui lắm cả nhà. Quá tuyệt vời, ngon quá. Ăn hết đống me này ăn không nổi đâu cả nhà ơi. Ăn mình ăn cho nhiều thiệt nhiều, nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Ăn mình ăn ba loại nước chấm này nè,
có mâm gút là ngon nhất. Rồi video của Mùng đến đây cũng xin kết thúc. Cả nhà thấy có hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ cho Mùng có nhiều động lực quay những video tiếp theo nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.